chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh đại vương thì đến video này vương xin chia sẻ cho quý vị các bạn cách mà đã chặn tất cả các phiên bản cập nhật US trên điện thoại iPhone hoặc iPad nha tại sao chúng ta cần phải chặn phiên bản cập nhật US nhiều khi là chúng ta không thích nó tự động cập nhật nhiều khi là chúng ta quên nhé nó tự động cập nhật là nó đề xuất lên nó sẽ hiển thị là cái phiên bản mà cập nhật US tại đây thì hôm nay vương làm video này chia sẻ chúng ta các bạn muốn chặn nhưng mà chặn cũng không được nó bị lỗi thì hôm nay mình sẽ chỉ chia sẻ chúng ta cách để khắc phục cái tình trạng đó nha. Thì Vương xin bắt đầu ngay bây giờ. Xin mời quý anh chị các bạn cùng theo dõi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào trình duyệt Safari trên điện thoại của Vương này, đó. Và các bạn sẽ gõ cho Vương là cái iOS Profile nha. iOS Profile. Đây, mình sẽ bấm vào đây. Và bây giờ các chúng ta sẽ kéo xuống nha nó lót xuống kéo xuống kéo xuống dưới cùng luôn kéo xuống nữa rồi ở đây có cái một á là block OTA profile này thì bây giờ mình phải tải cái này về nó sẽ nó chặn lại những cái phiên bản cập nhật nha trên US mới nhất nha Tại bây giờ mình sẽ bấm là how to install đó thì ở đây nó sẽ có một cái video hướng dẫn này chúng ta sẽ xem cái video này hướng dẫn nó nó sẽ chặn những cái phiên bản này rồi các bạn sẽ vuốt lên và các bạn sẽ bấm vào download block OTA for file mình sẽ đóng cái quảng cáo này lại mình sẽ bấm là cho phép này đó thì ở đây nó báo là cấu hình lỗi không thể tải được nha các bạn ha đó thì mình sẽ chia sẻ chúng ta cách để khắc phục cái tình trạng mà cái lỗi nó nó bị như thế này các bạn sẽ bấm ok rồi thì bây giờ các bạn muốn làm tải được cái 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 phiên bản này về á thì các bạn sẽ vuốt ra vào cái một cài đặt cho vương nha rồi bây giờ các bạn sẽ chọn cho vương có một là cài đặt đây cài đặt chung vuốt xuống chọn ngày giờ các bạn sẽ tắt cái đặt giờ tự động đây và các bạn sẽ chọn cho vương có một giờ ngày đây chọn cho vương vào năm 2023 đây vào ngày 12 trước ngày 12 tháng 12 2023 là được nha chúng ta sẽ chọn cho nó là trước ngày 12 tháng 12 2023 rồi bây giờ mình sẽ thoát ra mình sẽ vào trở lại là cái phần mềm đó rồi bây giờ vương sẽ bấm là download block OTA này mình sẽ bấm là cho phép nó báo là đã tải hồ sơ về nè mình sẽ đóng rồi vì mình sẽ vuốt ra mình vào cái cài đặt nè các bạn sẽ vào cài đặt chung chọn cho vương có một lò quản lý vpn và thiết bị lúc này nó có đây chúng ta sẽ bấm vào đây nha đây là của apple á cái phần mềm này là ok không có vấn đề nha chúng ta đừng có sợ vậy nha mình sẽ bấm vào và lúc này mình sẽ cài đặt nó nha mình sẽ cài đặt và mình sẽ nhập cái mật khẩu màn hình khóa của chiếc điện thoại này sau khi nhập xong thì nó sẽ bấm yêu cầu chúng ta là cài đặt này mình sẽ bấm vào cài đặt mình sẽ cài đặt hồ sơ rồi nó hỏi là chúng ta có khởi động lại máy không thì mình sẽ bấm là để sau để sau là được rồi không cần đâu rồi như vậy là cái TVOS à, à, TV OS 17 này Beta profile nó đã được cập nhật vào đây nha, nó sẽ chặn tất cả những cái phiên bản cập nhật mới nhất trên cái chiếc điện thoại này. Rồi bây giờ mình sẽ bấm xong. Đó, là IVN nó có cái phiên bản này, chúng ta thoát ra và có một cái cập, cập, cập nhật phần mềm. Và từ đây trở về sau, có những cái đời mà cái phiên bản cao hơn, nó sẽ không bao giờ hiển thị tại đây nữa. Đó, nó không bao giờ hiển thị nha, nó sẽ biến mất mãi mãi luôn và mình đã chặn được các phiên bản cập nhật phần mềm mà đó. Rồi các bạn sẽ bấm trở về. Nếu mà khi mà chúng ta muốn cập nhật các phiên bản nào cao hơn, thì các bạn sẽ vào cái mục là quản lý VPN là thiết bị đây. Và các bạn sẽ bấm vào và chúng ta sẽ xóa các cấu hình này đi nha. Đó, nếu vì chúng ta muốn mà tải được cái phiên bản nào cao hơn, thì chúng ta phải xóa cấu hình chúng ta tải nha. Còn bây giờ là nó cái phần mềm này nó sẽ chặn tất cả những cái phiên bản cập nhật iOS. Bây giờ cái iOS 18 trở lên nhà là gì là không bao giờ cập nhật được nữa, nó không có đề xuất đâu mà chúng ta cập nhật. Vâng, thì giờ là vừa rồi vừa vừa chia sẻ cho quý anh chị các bạn cách chặn cập nhật phần mềm trên điện thoại iPhone hoặc là iPad. Mình chúc quý anh chị các bạn thực hiện thành công. Nếu theo video này hữu ích thì hãy cho vui một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.